Chiều ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Thái Ngọ tổ chức kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong không khí vui tươi, các hội viên phụ nữ phường cùng ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những năm qua, các chị em phụ nữ phường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phụ nữ phường ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hội, được Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen. Tại buổi kỷ niệm, 20 hội viên Phụ nữ phường có cảnh khó khăn được tặng quà với tổng trị giá 24 triệu đồng. Cũng như dịp này, đại diện Bảo hiểm xã hội quận truyền thông cho các cán bộ hội viên Phụ nữ phường về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.